Mến chào bà con nông dân và quý khán giả đang theo dõi mục Syngenta thông tin nông nghiệp. Thưa bà con nông dân và quý khán giả, đạo ôn là bệnh hại rất phổ biến, ảnh hưởng nghiêm trọng đến năng suất lúa nếu không được kiểm soát hiệu quả. Những chia sẻ sau đây hy vọng sẽ góp phần giúp kiểm soát hiệu quả dịch hại này. Mời bà con nông dân và quý khán giả cùng theo dõi. Thưa bà con nông dân và các bạn xem đài, bệnh đạo ôn trên lúa hay còn gọi là bệnh cháy lá lúa là một bệnh hại quan trọng, gọi là có thể gọi nói là bậc nhất trên cái gây hại trên cái cây lúa. Nó rất là quan trọng bởi vì sao? Là bệnh đạo ôn này nó tấn công tất cả các cái giai đoạn của cây lúa. Ví dụ như trên lá, từ cái giai đoạn mạ làm đồng, đẻ nhánh làm đồng, kể cả trổ chính thì nó đều tấn công. Ví dụ như trên lá thì nó gọi là đạo ôn lá, còn khi tấn công trên bông thì gọi là đạo ôn cổ bông, rồi cổ dế hay là nhánh dế, rồi tấn công luôn trên hạt lúa. Còn trên lá thì ngoài tấn công trên phiến lá, nó còn tấn công vào cổ lá luôn. Do đó là cái bệnh này nó rất là quan trọng. Vết bệnh mà đầu tiên trên lá thì bà con mình phải quan sát thật kỹ. Ban đầu là nó những cái vết mà chấm kim thôi, nhưng mà nó hơi xám xanh. Nó xám xanh giống như là vết úm do phỏng. Thì nhưng mà sau đó thì vết bệnh nó lan dần, nó phát triển ra thì mình thấy là cái tâm nó màu xám trắng và cái quần màu nâu. Còn cái vết bệnh mà tấn công trên cổ bông, gọi là đạo ôn cổ bông á, thì khi bông lúa mới vừa trổ ra thì nó tấn công vào những cái đốt của cái bông lúa, cái cổ bông lúa. Thì nếu mà nó tấn công sớm, nó làm cho cái bông có thể là bạc, cái hạt nó bị lép toàn bộ. Quản lý tốt bệnh đạo ôn đó bà con, thì công ty Syngenta có một cái sản phẩm chuyên đặc trị cái bệnh đạo ôn này rất là hiệu quả, đó là cái sản phẩm Philia. Thì Philia là một cái sản phẩm quản lý bệnh đạo ôn rất là hữu hiệu. Thì đối với Philia, để mà phát huy được cái hiệu quả phòng trừ bệnh đạo ôn trên cây lúa thì bà con lưu ý. Thứ nhất, đối với đạo ôn lá thì bà con có thể chúng ta phun phòng hoặc là chúng ta phun trị khi mà bệnh chớm xuất hiện ở trên đồng ruộng của mình. Bằng cách là chúng ta quan sát trên đồng ruộng thì trên cái lá lúa mà xuất hiện những cái vết chấm kim đó thì bà con chúng ta sẽ xử lý sớm, hoặc là chúng ta phun ngừa sau cái, đặc biệt là thường xuất hiện ở cái cử phân thứ hai trên đồng ruộng của mình thì bà con phun ngừa thì cái hiệu quả nó sẽ là tốt nhất để mà chúng ta quản lý được cái bệnh đạo ôn trên lá. Còn riêng về cái đạo ôn cổ bông thì đối với Philia, để ngừa đạo ôn cổ bông tốt nhất thì bà con chúng ta là phun phòng, và phun phòng ở cái giai đoạn là chúng ta phun ở giai đoạn lúa trổ lẹt xẹt, và sau khi lúa trổ đều thì chúng ta phun lại một lần nữa, thì như vậy thì chúng ta sẽ kiểm soát được cái bệnh đạo ôn cổ bông cũng như là cái cổ ré hay là cái nhánh ré ở giai đoạn sau này. Thì đó là cái thời điểm mà con chúng ta xử lý Philia để mà chúng ta đạt được cái hiệu quả tốt nhất. Còn về liều lượng thì bà con chúng ta sử dụng đúng cái liều lượng hiện nay công ty khuyến cáo, đó là 0.5 lít cho 1 hectare. Dù bà con phun bình máy hay là chúng ta phun cái ron thì chúng ta cũng giữ với cái liều lượng như vậy. Tôi mặn ruộng ở đây giống OM18. Tôi xả phân đợt nhì là 18 ngày rồi. Là 20 hoặc 21 ngày là tôi xịt thằng Phi nó ra. Lúc đó nó chưa có bệnh mà tôi ngừa trước, sau này nó có bệnh tôi xịt cũng nhẹ hơn. Khoảng 25 ngày là tôi xịt lại một cử nữa. Là lúa tháng nay 40 ngày rồi, chưa có bệnh quản gì nữa đó. Mục Syngenta thông tin nông nghiệp đến đây là hết. Cảm ơn bà con nông dân và quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.